Thiên Toại và anh Thơ thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời sống hằng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng mỗi chúng ta. Bài suy gẫm hôm nay có tựa đề Sự tự do thật, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh ở Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 23 và chương 11 câu 1 bản truyền thống hiệu đính. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. Đừng ai tìm lợi ích riêng cho mình, mà hãy tìm lợi ích cho người khác. Tất cả những gì bán ở hàng thịt, anh em cứ ăn. Đừng vì lương tâm mà thắc mắc, vì quả đất và mọi vật chứa trong đó đều thuộc về Chúa. Nếu có người không tin Chúa mời anh em, và anh em muốn đi, thì cứ ăn tất cả những gì họ dọn ra. Đừng vì lương tâm mà thắc mắc. Nhưng nếu có ai nói với anh em rằng vật này đã cúng thì đừng ăn, vì người ấy đã báo tin cho anh em và vì lương tâm nữa. Tôi không nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người ấy. Vì tại sao sự tự do của tôi lại bị lương tâm kẻ khác xét đoán? Nếu tôi tạ ơn rồi ăn thì tại sao tôi lại bị trách cứ về bữa ăn mà tôi đã tạ ơn? Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Đừng gây cớ vấp phạm cho người Do Thái, hay người Hy Lạp, hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi, gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm lợi riêng cho mình, nhưng cho nhiều người để họ có thể được cứu. Hãy noi gương tôi, như chính tôi noi gương Đấng Christ vậy. Câu gốc hôm nay được chép ở Cô-rinh-tô nhất, chương 10, câu 24. Đừng ai tìm lợi ích riêng cho mình, mà hãy tìm lợi ích cho người khác. My Linh đang đọc sách trên tàu, mải mê đánh dấu và ghi chú vào lề sách. Nhưng cuộc trò chuyện giữa một người mẹ và đứa trẻ ngồi gần đó đã khiến cô dừng lại. Người mẹ đang mắng con mình vì vẻ nguệch ngoạc trong cuốn sách mà cô ấy mượn ở thư viện. My Linh nhanh chóng cất bút đi, không muốn đứa trẻ bắt chước mình mà phớt lờ lời mẹ. Cô biết rằng đứa trẻ sẽ không hiểu sự khác biệt giữa việc làm hỏng một cuốn sách mượn và việc ghi chú vào cuốn sách mà bạn sở hữu. Hành động của My Linh khiến tôi nhớ đến những lời được soi dẫn của sứ đồ Phao-lô trong Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 23-24. Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. Đừng ai tìm lợi ích riêng cho mình, mà hãy tìm lợi ích cho người khác. Những tín hữu trong hội thánh non trẻ ở Cô-rinh-tô xem sự tự do trong Đấng Christ là cơ hội để theo đuổi lợi ích cá nhân. Nhưng Phao-lô viết rằng họ nên xem đó là cơ hội để mang lại lợi ích và gây dựng cho người khác. Ông dạy họ rằng sự tự do thật không phải là quyền làm theo ý mình, mà là quyền tự do làm những gì họ nên làm cho Chúa. Chúng ta noi theo dấu chân của Chúa Giê-xu khi sử dụng quyền tự do của mình để gây dựng người khác thay vì phục vụ bản thân. Tại sao việc cẩn trọng trong lời nói và hành động với người khác là tôn vinh Chúa? Làm thế nào để bạn bày tỏ sự quan tâm đến người khác hơn khi thực hiện quyền tự do của mình? Giờ này chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã cho con được tự do. Xin ban ơn và sự khôn ngoan cho con, để con biết thực hiện quyền tự do của mình theo cách tôn vinh Ngài và đem lại phước hạnh cho người khác. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho chúng ta sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.